sườn. Quả sao con này nó có cả. Sao con này nó có cả đây ông? Ủa thì cô cả đó. Mà làm gì cô ăn? Từ ra nhầm thật chó. Hello anh em, chào mừng anh em đến với Chăn Hô Channel. Bây giờ do dịch quá mấy bạn ơi. Chăn bây giờ chuyển qua chăn nô rồi. Còn chăn heo rồi. Nói chung là bữa giờ dịch chỉ thị 15-16 các bạn. Mấy anh em mình ở nhà miếng này không có làm video ra được. Tầm khoảng hơn chắc hơn 3 tháng rồi mấy bạn. Thì trong cái thời gian vừa qua thì mấy anh em mình cũng ở nhà cũng mỗi người đều phụ giúp việc nhà với lại cũng không ra đường nhiều mấy bạn. Bữa nay bắt đầu thì Bình Định mình kiểu dịch thì cũng đỡ cũng ổn rồi nên mấy anh em mình bữa nay là ngày đầu tiên tập hợp lại tất cả mấy anh em mình làm một cái bữa ẩm thực hải sản cùng với mấy anh em. Thì sao anh Hân, bữa giờ ở nhà anh làm gì? Bữa giờ ông vợ bắt ngu quá vậy. Không nghe nói bữa giờ ở nhà ủi lắm hay sao ấy? Chuẩn bị ra thêm đứa nữa đúng không? đó đúng không? Phải đúng không? Tin đó tin mật đúng không? Nói chung là anh Mẫn anh Hân những tương lai lắm các bạn. Tương lai có thêm đứa nữa. Không biết là tương lai đây là ra cái con này thành. Sao cô ba, bữa giờ ở nhà làm gì? Tao ấy. Không biết đâu, bây giờ khô quá các bạn, dịch bệnh rồi giờ mình chiến ngờ rồi. Bữa nay có ngờ máu nha các bạn, chấm là cao. Bây giờ phụ đóng được mấy cái nhà mà. Cô ba nói chung là nó không giỏi lắm, do tại mùa dịch đây á thì cô ba là làm thợ tiện các bạn nên là dịch đây á là thì người ta họ là không có làm nhà được nên thì nó theo nó đóng thịt cao ngày kiếm cũng 5-7 triệu bạc rồi cũng có nhiều đâu điện ơi, 200 mày nó cái mấy triệu ê để sao bữa, các bạn mà có ai đóng thịt cao liên hệ mình nha ê giờ sao cô đỏ còn bữa giờ nhà làm gì em ấy nhà nghỉ màn trơn trơn không vậy làm gì buồn bùa giờ tồn có màn vậy chưa có rồi. Ở sao bữa giờ tao thấy quần quần nổ đằng sau cứ đổ chuồng heo nhà ông Hân mày cứ ngào trâu luôn ấy mày núp ông coi ông làm vợ ông khác rồi thử. Thì nói chung thì bữa giờ dịch đó các bạn thì mấy anh em mình cũng không có làm video được nên cũng mong mọi người và các bạn thông cảm cho tụi mình. Thì cũng bữa nay là ngày đầu tiên mấy anh em mình cùng nhau họp lại này các bạn. Ủa anh Hằng, cái đây là đâu ra vậy? Đây của bạn gái Hàng Nam tại. Quả thiệt ở giữa ấy. Bạn gái Hàng Nam ở đâu ấy? Đúng đoàn có luôn á. Ủa, ngon luôn vậy nào đó, nó kêu là chỉ cần anh Nam mà chịu khó làm video là nó tài trợ hải sản cho bây giờ cho tới cuối năm. Thiệt là gió Nam thiệt luôn ấy đồ má nhàn con đó nó nói thằng Nam á làm video á mà một mình thằng Nam ăn hết hai con này nó tuyên bố á là nó cho nó tài trợ ba năm uy tín luôn đồ con này chắc cái nhà nó là cái vừa hải sản này chứ nó gì nó phải 3 năm phải vừa hải sản chứ ông nội hải sản gì hả hê nó mới đưa cho máy được thì luôn á vậy tiền là mình gọi sao không có tiền không lấy tiền luôn nói thằng Nam mới làm nó cu ly ở đỡ quỳ rồi con cua gì ngang bằng tay ông nậu quỳ trồ kinh khủng thiệt nhá cua đây là kêu là hình như là cua da xanh đúng không anh cũng biết nữa mà giờ nó cho anh chơi đúng không cua anh em đứng buồn nghe cho em hai con giờ nấu canh đừng có khùng khùng quá đụng bỏ xuống đụng chút nữa con hà nó nấu hàng hàng trâu ra con hạt con trâu nó ra có đậu mừng có mừng nó từ từ trốn tới giờ em làm kết hàng đó nha chưa đâu ra vậy kết đồ đâu ra ấy chưa chạy thấy cái phải mơ chứ con hà là của tôi ở nha mày đổ đáng của em trâu giờ đùi hà nữa mày giờ thích thì sao không mày tụi cháu nó sao thấy nó vô lý sao bây giờ mình làm vậy mình đợi nó ra nè thì mình làm thì mình đặng cho cái gì rồi mình lâu lâu mình cho đàn bà phụ nữ ra ăn bữa mình đàn ông mình phải làm những anh nói làm không anh làm thì mày lâu lâu mày giúp phụ nữ một bữa chứ mày làm gì việc gia đình rồi đúng không ui mọi người coi nè do cái giọng của mình từ lúc mà chết vaccine giờ mọi người sao tự nhiên đột nhiên vợ nó nói sao mất cái giọng luôn bây giờ thôi im mẹ mồm đi ông về đàn ông ở nhà ông nhậu dữ quá về đàn ông chỉ thừa chết cái xin em mới chết trường cách đây mấy ngày đây sao em bị sao đúng rồi, chích tấu này có sao đâu. Có chích lộn vaccine gì ạ? Thì bây giờ anh Hân ảnh đang xúc miệng cho ăn cua nha các bạn. Lâu lâu làm video nói chuyện vô duyên dữ quá. Để quần làm quên đem cái kem đánh răng nữa ra đánh tròn quần cua này lâu quá nó chưa xúc miệng. Quần cua to thiệt các bạn ơi. Mình nói thiệt cho nó to tới gấp rưỡi cái bàn tay mình luôn rồi. Ui giời, kinh cua đá không mình. Bụng cua đá bạn nhiều không? Cua hay đó còn bên đây á là cụ ba đang ngầu thấu lửa mắt cụ ba đi mang muỗng già nó tìm nấy giờ
mới gọi đào lấy mũ bỏ vô chồng con gái dứt đầu gọi ủa đó bữa giờ nó nghỉ ở nhà nó nghỉ dịch sao nay trắng triệu đẹp trai gơ các bạn lâu quá không gặp các bạn tức là nay ở đẹp trai gơ các bạn đó mở áo nó tút lại đẹp tóc ba tay mẹ nói chung là cô Nam bữa nay có thêm một ngờ mới các bạn bữa nay là sáng 3 giờ sáng nó đi làm đúng rồi đi với thằng nhỏ kìa thằng số mình các bạn lên chiếc Enter nó là lái xe cứng thằng kia là xích hầu nó mới lên báo an ninh đúng không nói chung bữa giờ cái ngờ đó cũng ngon bữa giờ mấy con chó nó mập nó qua dịch để mập dữ quá thằng Nam nó chơi đâu Nam chỗ làm thật gì đấy đi vậy vậy mà chơi vui làm gì thử cuối cuối mà thì mày đi lụm đằng dưới kia đó đó à. Đục má khu này cho 50 được mấy bạn quá tối nào qua ra làm cái gì qua ra làm cái gì y chắc ấy dọn gác ra đây hay con nào chịu khó ra gờ chứ đây là bà ngoại mình nha mấy bạn bà ngoại đang đi dạo dạo mát đây thế không thế đây bỏ đây hết đây còn con thả xong rồi chứ lẽ giờ anh bỏ đâu nữa giờ tay sống được sao à quá hà vô nào á à em mới vô anh bữa giờ những nhà làm gì em dạ nhà em chống dịch sao thì được 2 ký hả đưa nách này hà còn dưng con nói chung hà bữa nay sau cái đợt dịch đây hà nó kiểu nó mất mát ra hẳn mấy bạn chung bữa giờ lên chục ký của em dạ sao anh chửi em vậy anh hóa có anh thương em hết chửi em dặn nói chung bữa giờ mình cũng có nghe một cái tin mật á là Hà nó bữa giờ nó có hẹn hò với cụ ba nha mấy bạn oh hell no ngại gớ lắm ấy nay làm gì mặc đồ đỏ rồi chứng tỏ yêu cụ ba đúng không quần quả trấn châu đâu Hà đây châu đây quả trấn châu đâu sao đó không đi không xuống chỗ sao đi được cái thằng giấy không đồ đây có quả chứ mấy đứa nào nó ngầu trâu giờ đuổi đi cho đỡ mình lăn làm ảnh thuật mà tự nhiên năng coi có mấy đứa nào ngầu ngay chỗ đây tự ngầu 3-4 đứa cái đi về chỗ đây mà các chú làm quả ai xuống giỡn không vậy chùa sao đây vừa sao đây nhân sách tàn phai không xài gì mà hư hao hết mặt ngày hết chùa đây hay ăn bé gạo nha các bạn đột nãy giờ tưởng mấy đứa nhỏ nó vô trao tưởng mấy nhỏ xuống đây ờ giờ không hăng đi trực dưới ra quá chứ nói vậy thì đây là mình sẽ review cái nào của anh Hăng với anh Nam đi mua cái nào tôi không biết nó đi mua cái nào cái bà nào bán bà cũng vô riêng bán cái nào mà nó không có cái quay cái chút nữa tôi lấy cái gì tôi móc như vậy mà cái nào không có cái quay mày mua kiểu gì mày ông Hăng mua cái nào đây bà hôm nay em thấy bà mua cùng bà tại vì bà cúng luôn mua cái nào mà không có quay lá gì hết trời chứ cho thối gì ông cô ba thấy tàu thì mấy thằng tôm với thằng cua quá anh coi thấy tàu quá anh cua ba một phút mạnh hiểm tàu ông sám hối tàu mấy em đi mạnh vô nha anh cũng không muốn làm như vậy đâu nhưng mà gì là gì cái miệng với cái miệng dạo này bởi dịch nó đói quá nha mọi người xin lỗi của cua tôm nha mua phật đi mạnh vô nha mấy đứa đi đừng quay về nữa nha đừng quay về okay. Không có đi làm ấy hả em thất nghiệp rồi anh ấy vậy nói chung người bây giờ em có chịu không chịu sao chịu gì chứ em có chịu không em cứ nói chịu không ạ không em chịu đi không? Em chịu có người nuôi chịu liền ạ à? Chịu cô ba nó chịu kìa cô ba cái điều ước mày thành hiện thực rồi đó chịu nhỉ cái bữa mày ngồi mày nhậu với tao mày kêu mày thương con Hà đồ ước chuyện Hà gì ở nhà bán cà phê tao đi làm mà nuôi nó đó nè nó bữa nó nói vậy mà chị ông vậy giờ chị mày chị ông thằng ngại không
thế giới quay lên người ta phải biết đâu vậy. Ừ. Đấy. Không biết gì nói mé mày. Không anh cái đó anh lo được có thằng má. Chỉ cần em chịu là được. Ê xì. Anh em mãi mãi. Anh em mãi mãi, chị em chứ. Tôi đã ăn ngon. Làm mỗi bữa ẩm thực mấy anh em mừng cái ngày thông chốt nha các bạn. Giờ ở ngoài mình nó đã dỡ các cái chốt rồi. Nên là giờ tình hình dịch thì nó cũng dần tạm ổn. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ bắt đầu làm video lại nha mọi người. Cái giọng của Hoàng thì khi bị đi chích vaccine đó, giờ sao tự nhiên sao nó bị mất giọng các bạn. Sao sao nữa. Tao bảo cho tao nước cho tao mẹ đi. Không chích cái thuốc gì? Verocell của Sinopharm. Verocell của Trung Quốc mà em mới chích này coi nè, mới chích này mà sao giọng em nó thanh mà nó mảnh như hay vậy. Sao em mới chích này? Không, chích nè. Mũi em. Đây nè. Mũi chích đi. Em chích mạnh người em phế bán em hít mộng. Bữa giờ em nhậu ngày nào cũng nhậu á. Tao bạn cho ổng là mất giọng hay chơi. Mày cho lạnh rồi. Mày biết hết. Chứ cái đàn này đâu biết sao gì. Em xuống em rình không biết. Sao gì. Mà anh thấy lòng của em. Mày nhỏ nhỏ mày chơi. Mày chơi đi. Nói chung là giờ mấy anh em đang nói chuyện nha bạn, mà giờ mình sẽ qua mình phỏng vấn một vài anh em đồ thứ đều tiền của bài gì đó. Sao giờ trong cái giai đoạn mà chờ hải sản nó chín, em có cảm nhận gì không? Nãy giờ em cũng buồn. Buồn gì? Giờ nghĩ mấy con cua nó không lớn quá rồi, nó không lớn nữa. Giờ không ăn cũng buồn. Không mình không ăn cá năm ngày. Không đợi ăn. Nói chung nó buồn nhưng mà nhìn cái mặt nó cười rất điếu nha các bạn. Bữa giờ cũng dịch nha các bạn, ở nhà cũng cách ly á. Cũng lên được 2-3 kg. Hai ba ký à, ít đó của bà chứ anh đoán 5 kg á. Hôm nay em của nam nha các bạn. Sao mày ngầu giống cô gái đó từ Triều Châu vậy nè. Chết lại. Sao cảm nhận sao khi làm video lại nói mọi người nghe thôi. Nó vui. Vậy rồi ạ. Vậy rồi. Nếu dẹp lại bà Hà vui nữa, càng vui hơn. Hà đây hả? Hà đây hả? Hà đây hả? Ôi dồi bé Hà, em làm như mà nam nó nói gặp lại em nó vui ha. Nó mò im lắm. Oh no. Buổi tối rồi hai chị em có trao đổi qua lại không? Có nói chuyện trao đâu không? Có. Tối nào cũng nói chuyện chứ. Tao gì mà nhìn chứ bà. Tôi nói gì tao mà nhìn bà. Ấy là. Anh nói em giúp anh. Mình bữa giờ ở nhà anh luyện phim kiếm hiệp nha bạn. Chứ bữa giờ cứ nghe nói là nam anh trao không biết phải trao cái gì, trao chó. Làm đi nha. Đây bên đây thì có cũng mấy lứa mình nha bạn. Mấy đứa nhỏ về nhà cho mấy đứa nhỏ. Nói thì cũng sợ lắm mà giờ cũng lại hối thứ chứ. Sao bên đây sao buồn ạ? Đang sắm hối mấy con cua, mấy con tôm và thấy tàu á. Ừ. Nhưng mấy ông anh mà thấy em thấy giờ em phải ngồi em sắm hối rồi thấy. Đều đứng đây đưa đầu đơn độc ấy. Tàu lẩu á. Chù. Nói chung mấy lứa mình thì được cũng được như nhà bạn. Bữa giờ lâu quá nhà mình có ra video. Sao không ra video? Thì làm biết nhiều lý do sao cứ mặt em đang xấu anh cứ rọi anh dập trong mặt em anh. Đâu có đâu anh rọi vô mặt anh đâu rọi mặt. Chưa phải không? Thì đâu giờ mình lặn qua đây thứ hai đứa nhỏ làm như đây không bạn. Nay ra đây cho là con bị gạo ơi. Gạo. Chào mọi người con. Ê. Không. Linh, hello mọi người Linh. Đây lại cây trinh nữ rồi các bạn. Bình nó đang kinh doanh mặt hàng này gơ gốm đấy các bạn. Bữa giờ ngày nào nó đi đào hết á. Giờ mình sẽ qua gặp Bình hỏi cái vụ án cây trinh nữ. Bình ơi, em có cảm tưởng như thế nào khi mà em chơi mất trinh này mình? Trinh gì ông nậu, trinh chơi mất trinh nào? Bữa giờ em đi đào cái gì mà? Đào trinh nữ, bữa giờ cây hay lắm anh ơi. Em bữa giờ được mấy con rồi? Alo. Nó khùng quá trinh nội, trinh khác nha. Trinh gì? Trinh đây là trinh nữ, còn trinh kia là ở dưới cầu Bà Di. Trinh đây mà bữa giờ mấy con trinh ở dưới cầu Bà Di nó không có làm à. Bữa giờ nhớ quá. Để ý là mày hay ho đây mày tặng nó hay. Tặng trinh. Chưa, thật bất dây rồi. Quy, gì đâu mà cái miếng này nó bằng da mà anh làm gì vậy? Em chớ tạo ra anh dẹp đồ ấy. Wow. Wow, hấp dẫn quá.
chủ ở đây mà nãy anh có anh bỏ thêm đủ mấy cái xả mấy gừng đồ nữa vô. Có bỏ dưới đầu. Hả? Bỏ dưới nó thơm lên được rồi. À. Rồi giờ sao giờ bưng cái nữa. Ủa mà anh em đâu? Thằng Nam Cuba đâu? Thằng Nam, thằng Nam nó đi mua nước đâu? Thằng Nam mua nước. Còn chứ còn Cuba. Em không nói chuyện điện thoại với bồ á. Cuba đâu hả? Em cũng biết nữa anh. Tự nhiên bón nhắn ngầu đây vậy à. Vậy. Đây đi, đi. Anh kêu như mày đi tìm Cuba. Đi đi tìm Cuba với anh. Không anh đi tìm mày đưa em. Có một Cuba đâu ta? Chứ Cuba đi đò đơn luôn. Quá, chứ Cuba đâu ta? Tới giờ anh cái nó bỏ đi ta. Oh no. Quá đi giấc đó. Mày làm gì Cuba? Mày ra ngắm thực chưa? Ý đó thì ra ngắm thực Cuba, nhanh đi. Ờ nói chung các bạn bây giờ là Cuba ở đang Cuba đi ra anh ngắm thực nhanh đi. Mày cất cái dính quần kìa. Có giấy chưa? Có giấy chưa? Để tao kêu con Hà lấy giấy ra cho. Lấy mày. Hà ơi. Hà ơi, Cuba của em nó ỉa nó không có giấy chùi kìa. Đồ má đang làm ẩm thực chạy vô ỉa ỉa ông nậu. Nậu ỉa bánh đít ỉa đồng. Ê, hey, mày đem cũng tơ. Cua đi vô trong của ai? Trời ra lấy tờ giấy cho vô ỉa. Nó mệt quá. Quả chứ nãy giờ ở đâu Nam? Tay mẹ mày. Vô mày ơi. Ông này ông rửa chưa? Mày ra đây. Mẹ ở nhà ông đi rồi đi. Mày ra đi làm. Chú ông mất mệt quá hả? Chú lại nhìn cũng đỡ tay ông chẳng biết đỡ kìa. Ui, rửa đâu? Rửa tay lực. Thảo kìa nước đổ ông dùng nhà ra rửa đây. Đừng quay nhất vô đoạn này chứ. Rồi, coi hai thành viên đây cũng nhà vô cầu chiếc bình rồi. Ngào. Quả chứ mấy đứa nhỏ ông làm gì vậy? Con Ngào con anh nghe. Ừ. Con ngồng chiếc bành rồi sao đủ ống đánh như vậy con. Cầm một hoa ngồng trao thôi. Nhớ bà không? Nhây. Hoa càng nhiều càng vô anh ơi. Bà sao càng ê, càng thấy sao tao cũng biết mà. Vô giúp em. Nhưng mà cứ chờ con gái tao qua dạy thì rồi nói chuyện. Chứ giờ mày cũng có nói chuyện được với con gái tao đâu. Cái miệng thì dính cái cha thì vô con gái thì dính. Chơi con nhân sách gạo tao dài mà chơi bay. Chứ con chưa nữa ra nó trồ. Mà múc nữa nó lớn lên đầu. Xe theo sách dếp nó không to. Đâu đây vậy? Ê đại ca. Thì quá. Rửa tay rầu. Sắc không rồi anh. Mày rửa tay thú mấy đây. Rửa đầu hứa thì thông lòng. Chú sao ạ? Chàng tự nhiên đi làm ẩm thực. Ý nó ý. Nhưng mà ý là tôi không nhắc mà da ông cứ nhắc cho cái à. Không để nghe để nói rầu. Giải quyết hết ở nhà đi. Giờ cái chuyện đó đâu có thơ. Dịch rầu nói ăn uống vừa phải thâu cứ giọng vô trong đó. Đó nó bây giờ vô quán đình vô ngờ lại. Đây nói chung thì cái đây á là cái nước muối với sữa với chanh các bạn. Đúng mình giả ra hả? Nó cái hải sản là mình phải dùng cái nước mà phải nó béo béo như vậy các bạn. Để hấp miếng ngon mày. Đây là có con ruồi nữa các bạn. Đây là giả vậy. Lao. Giả. Ê. Đó ăn hè giả à. Đụt má ngon. Đồ hà giả nó mắm ngon. Muối mà anh cho sao nói chung vậy cái đây đẹp nhất trong bầy này. Đúng không? Chào thôi giờ đó. Ai review trước đi. Thôi bây giờ ấy thằng review trước đi anh. Thằng review trước đi. Đúng á. Bây giờ thấy anh cũng kịp sức lắm mà quá. Nói chung các bạn cũng hiểu được cái nỗi lòng của mình đó. Đúng không? Mấy anh em mình á. Mệt lắm. Mới giờ dịch vàng không có làm video được. Ngày hai cái mà. Nhưng mà mình có một cái nỗi khổ nữa. À nỗi khổ là vợ ba con mà. Nói sau cơn dịch thì mẹ con đâu? Ông có vợ nhỏ hay sao? Nhà thêm một thành viên mới. Sau cơn dịch em lên được 2-3 kg vậy á, còn anh là dư được đứa nữa. Không có nói đừng nhất tự nhiên tất đừng có con gì hết nha. Tự nhiên giờ tôi dậy quá. Ý đừng nhất có con có đồ vậy đó. Mình được không? Hôm bữa em nhớ cái tút mà anh biết không? À, anh nói ở nhà vợ rủ làm đứa nữa, giờ tính sao anh em đủ không ngờ. Mà anh đi mình lật lại cái tút đó là giờ đúng luôn thang rồi. Dạ anh cũng mạnh anh. Gạo ơi trời ơi con cua. Cua gạo. Nặng quá ai. Ui con cua gì mà to dữ. Chú hết đỡ giùm nó chú. Dạ, phủ lên, phủ lên. Thế con vậy mày to con rồi mày ngầu gì mày. Không bây giờ nha. Hằng mời bé Hà trước rồi dân vợ mình đang quay nha các bạn. Đây à.
Nói chung là giờ hè tôi với bạn anh muốn lột nó chứ anh tôi mới làm cái lanh gì đó tôi lột cho chứ lấy đi vót hãy lấy người đàn ông mà lột, biết lột tôm đúng cho mình đúng không đúng không trời ơi cái câu đó cái câu ngàn năm mà nói vậy sao anh không không hồi xưa tao đâu có ăn được tôm vậy đâu mày cho nên đâu có đi lột tôm đồ gì đây tiền đâu ăn tôm bởi vậy hậu mới mò em mua đi xm thôi giờ mình đỡ mình review cua cho thôi giờ mấy anh em ăn rồi giờ đợi gì nữa đây bên đứng coi nói chung á lột tôm á thì nói chung nó sẽ có một cái cách lột rất là đơn giản như thế này bạn đúng cái đầu á đây mình lách nhẹ đầu ra nha đó mình lách cái đầu ra trước đó mình bỏ đi bỏ giỏi chứ đừng ăn vỏ đó xong bây giờ mình chảy tự nhiên cái đầu tôm mà bó đầu tôm mới bó không cái đầu tôm cái đấy ngon mà thế cái đấy ngon mà bây giờ tôi muốn cái à sao bây giờ nó có cái cách gì là để lột bạn, hay lắm nè nè review con tôm là bạn chấm vô dài nha xong rồi các bạn đưa cái họng này rồi các bạn há cái họng ra há mỏ to ra trời thằng này anh luôn gió luôn đó nha mọi người anh có canxi mà các bạn nha thì lâu quá mình cũng dậy chứ giờ sao biết bà là anh là nó lên ký á mà cũng rác quý chị nói chung thì cũng sau 3 tháng chống dịch thì hôm nay mấy anh em mình mới làm video ẩm thực thì cũng một thời gian nó dài quá mấy bạn thông cảm mấy bạn có nhắn tin nói chuyện thì lâu quá mấy team mình không có ra video á thì bữa nay bắt đầu mấy team mình sẽ làm video điều mấy bạn bữa giờ ok nhà... đúng rồi easy luôn hứa hẹn anh nha ông mọi nói người gì cho anh giữ không ha thôi mấy bạn thì món hải sản đây là đơn giản quá mọi người hấp lên vậy rồi cứ chấm muối ăn thôi tôm á đúng tôm á đúng tôm mà đúng không chứ không phải gì cùng con cá tôm bà bạn nha nãy giờ bà ăn đâu tôm tôm rồi ăn tao với con khác bạn đây nè không mình chúc mừng hết dịch đi hai chúc mừng hết dịch à cũng chưa có ổn lắm chưa hết đâu nhưng mà cũng cứ năng ly trước đi dở gì hết dịch đấy vô mọi người nha mời mọi người mọi người canh dịch an toàn nha Happy birthday gạo ăn gì ngon dữ gạo nhậm được không vậy gạo bây giờ đi cua chứ cua ăn cái gì đó ai biết ăn gì đâu thì review trước đi quay vậy hello các bạn nghe bây giờ mình sẽ review cua nè muốn tôm là mình ăn cái đầu luôn hết ta ăn cái đầu mới ngon vậy anh mình ít ăn lắm mình ăn này sám hấu đồ chưa sám hấu đồ chưa rồi. Tướng đó là cứt nó trên đó mà đâu giờ cái đó là gạch á giờ đưa anh quay ra giờ là cứt nó nằm chỗ nào quả sao cứt tôm nằm chỗ nào mà ta thì đây là mấy anh em mình đang ở ngoài bờ sông nha các bạn. Cụ ba thì nó rất là ít ăn nha các bạn. Giờ cụ ba nó sẽ review cái càng cua cho mọi người xem nha. Cụ nhỏ mà ăn được cái con cua to vậy. Đây cái càng đó của con này cụ ba. Cua chua. Đây. Đây là cụ ba nó review với các bạn. Mà các bạn nghe. Các bạn biết không? Cái đó có ăn được không? Mày coi vô nó trúng xương nha cụ ba. Bà bạn nhặt chuột ngon quá. Coi mấy cô của bạn. Ê nói vậy. Ngọt quá. Ngọt. Nên làm nước nữa nói nha mọi người. Coi nút cái càng á. Đồ ngon không? Anh biết sao ngọt không? Không. Cho cái nước đây của em làm á. Em lấy giờ em bây giờ cái mảnh ở nào anh cũng ngon hết á. Ui giời nước này con bé Hà làm mẹ. Có nhiêu nháo gì đây ông bà? Không. Không phải anh Quư, chồng Quư. Ừ. Giờ anh mình tấm lại giờ. Nói chung là kịp hết rồi. Ê, gánh làm gì? Anh cái này này. Bây giờ đây là một cái khung cảnh rất là đẹp các bạn. Bây giờ là 4 giờ chiều. Mấy anh em mình ra đây hầu từ 1 rưỡi 2 giờ kiếm. Thì mình sẽ sơ qua giờ những ngày dịch nha các bạn. Trong cái đoạn mà dịch rất là khó khăn thì mấy anh em mình thì ở nhà với vợ. Phụ vợ bán buôn bán vài đồng. Còn Hóa thì nó làm ngờ nhưng mà cũng không có ngờ nên là nó đi phụ đéo thạch cao nha mọi người. Này. Kiếm 7 đồng qua nghề với khô quá. Đôi qua rồi. Còn, mọi người ai đéo thạch cao lên. Thằng Nam thì ở nhà làm gì? Em công việc em ổn lắm anh. Trời game rồi vậy là. Không thấy. Lên dốc Nghĩa Trang đợi ông bà chưa à. Nam á thì công việc nó cũng đơn giản lắm. Nó thì nó bật Facebook lên nó live stream ngầu mình nó nói ngầu im vậy. Còn mình thì có một cái công việc nó rất là lạ các bạn. Mà nó gọi là đang trên bây giờ. Đó là trâu trinh nữ các bạn. Trinh nữ. Trâu trinh. Đúng không? Nó nói chung là trâu trinh còn chứ còn cái nào mà mất trinh là nó không cho. Sao cảm giác trâu trinh sao? Đã lắm anh ạ.
Ông đúng rồi, đặt đào đi đào cái gì ở đào xong mình chơi mình làm lên tắt thầm trừ. Hôm bữa giờ nào kiếm được mấy em đâu? Nhiều lắm, bữa giờ em làm nhiều lắm. Mày tính ra mày sướng vậy mày hơn vua Cặn Lông nữa mày. Đào quá trời luôn. Ê mày đó. Sao anh hỏi em làm gì? Sao anh hỏi em làm? Giờ mình làm gì bạn? Em bán quần áo nha các bạn. Tôi sao thấy quảng cáo trơ trẽn dữ vậy? Đang chấm VN nha mọi người, chụp quần áo đồ gì có đó. Dùng gì quảng cáo. Còn Mỹ Hà bán gì mẹ? Em á. Em giờ em biết bán gì luôn. Bán gì? Dạ. Giờ em rao em bán em. Càng này hả? Sao bây giờ có ai trả giá đồ không? Em á, em mua đâu á? Hai con độc thân này mọi người. Chùa còn hai con à. Còn hai bé đây giờ nó tập trung ăn thôi bạn. Chùa mới gạo mình ăn gạo luôn. Ngon gạo. Em đây ngon rồi gạo. Ngon con. Gạo giờ chú hết cho kìa. Chú hết cho kìa con. Để cảm ơn chú hết đi. Nó không biết anh người ta. Nó không biết anh. Anh không đường rồi, đường mày coi. Thôi bây giờ mình tới mình ăn nhân bạn mà đưa cho Nam quay bạn. Đây. Nam nó nói gì nói bạn. Có em bóp kìa, cào quá. Chọn bóp mình. Rồi hả? Em bóp rồi anh ơi. Mình làm chim chín nghe vậy bạn ơi. Anh nghe tao bóp nãy giờ anh. Chú ở đây bạn. Thằng cụ teo kìa Nam, teo đẹp kìa Nam. Tàu đẹp chưa không? Sau khi con tàu đi qua thì cô ba hôm nay đã ăn hết hai cua. Một con hai, ăn cua ai nữa. Tôi đứng ai nhìn cái tàu hết nha, có cô ba ăn hết cua nè. Sườn. Anh vậy anh. Ông anh thấy chó hơn luôn không? Tàu tạc mỡ bò. Nó dễ mày. Mời mọi người nha mọi người. Đây càng to quá. Còn ngô quay anh tém tém mở lại mở đậu hô đầu nha. Đơn anh mập chút được mày. Thôi anh nói vợ. Tình cảm rồi anh chút mình mở. Mình dùng tắm cái đây mới đã mọi người. Ui dùng cái càng. Càng đào quá không? Được. Chuột. Nhớ cái nát. Ui dùng quá. Ông anh nãy giờ chắc chục con rồi qua. Thôi anh tô bớt cho nó tô mày ra. Ngon. Anh ngọt. Đùa nó ngọt quá hả? Cái gạch đó. Đồ gạch này các bạn. Với lại cái đầu đồ đây đồ tư. Nó bao anh. Cho chừng một đầu hướng khác chứ. Nãy giờ mới có hồng không? Con này còn thứ tư không ấy. Chứ con anh ta chấm mặt cái nhà cái đường không hay sao? Cái này anh mua cái 9 con này. Ui dồi. Ui dồi coi các bạn. Bạn coi. Ui dồi. Ui dồi. Chụp nó ngon dữ không? Chụp bao miếng muối lên ăn, bao miếng muối. Đúng rồi, đúng rồi. Muối đâu? Bao miếng đậu lên nữa, chụp cái xì xì lên. Đây cho miếng khói lên nữa này. Chụp nói đây, anh ngon. Chụp của bà nãy giờ chăm chỉ anh nhỉ bà. Ui của bà coi đâu. Đâu. Tao là mày không chịu. Sao con này không có gạch? Quá bự thiệt. Ui sao? Quá sao con này nó không có gạch? Sao con này nó không có gạch vậy ông? Bự thiệt. Cô gạch là cô nhỏ. Anh mắt cũng còn. Ngon. Kì con này cũng có gạch này này. Sao con nào nữa cơ? Tăm 3 lần nữa nha. Vua ăn vua. Không, cái này cũng có. Không có, coi. Còn cái này nữa, đưa túi bỏ vô. Chị, từ từ túi đường nào tôi ngang hết rồi con. Ngon không con? Ngừa á. Má mày làm dơ quá mày biết không? Ba. Hấp cái đề giống như. Hấp sò. Sò lắm. Đúng hấp sò. Quay chứ tao vậy dữ vậy. Quân. Thì sò lông nó cũng hấp hấp vậy chứ. Quay Nam kìa. Anh ngoài. Mình ăn nãy giờ nghe bạn nào quá mình ăn nữa. Ăn đóng gió. Nó nói cho mình cũng vừa giờ ăn cho mọi người ngon quá. Má nói tao ráng lên 2-3 kg nữa không được. Đủ ký bà sức luôn nha mọi người. Rồi con heo nhà nó cũng lớn quá. Xúc cùng giữa lứa đó luôn. Ngon quá. Ngon bây giờ. Ngon mình. Ngon. Chưa à. Cua gạch không em? Cái cua gạch nào cũng có gạch mày. À đúng rồi quên chứ. Chứ con bé Châu á thì nó không vô được nha các bạn. Mà con bé Thám em của thằng Nam là đang hẹp online không ra được. Nên là mình đỡ con này cho bé Thám nha. Bữa nay mình đang đỡ lại con bự nhất cho bé Thám nha các bạn. Vậy. Các bạn nha. Thôi rồi. Vậy mẹ đang. Thôi rồi. Đây anh chồng, hết rồi. Ui dồi.
Nãy giờ cái đội hình này nó tàn phá dữ quá các bạn ơi. À, mấy anh em mình chắc cũng no say hết rồi các bạn. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha. Rồi các bạn ơi. Ok, mọi người chào mọi người cái nha. Chào mọi người. Giờ mọi người nhớ đăng ký, like, subscribe cho kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha.